Ở đây Bạch Thế Tôn, trong khi con ngồi yên tĩnh một mình, tư tưởng sau đây được khởi lên, pháp được Thế Tôn khéo giảng, và pháp ấy giảng cho thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, không phải cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du. Như vậy là phải, thưa đại vương. Thưa đại vương, pháp được ta khéo giảng, và pháp ấy giảng cho thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, không phải cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du. Một thời, thưa đại vương, ta ở giữa dòng họ Sắc Cá, Thích Ca, tại một thị trấn của các vị Sắc Cá. Rồi thưa đại vương, tỷ kheo Ananda đến ta, sau khi đến đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thưa đại vương, tỷ kheo Ananda bạch với ta: Bạch Thế Tôn, quá phân nửa đời sống phạm hạnh này thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Khi được nói vậy, thưa đại vương, ta nói với tỷ kheo Ananda: Này Ananda, không phải vậy. Này Ananda, không phải vậy. Thật sự, này Ananda, toàn phần đời sống phạm hạnh này thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Từ một tỷ kheo làm bạn với thiện, này Ananda, chúng ta hy vọng rằng vị ấy sẽ tu trì thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành của vị thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Và Ananda, thế nào là tỷ kheo thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành? Ở đây này Ananda, tỷ kheo tu tập chánh chi kiến, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, y cứ xả ly, tu tập tánh chánh tư duy, tu tập chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh mạng, tu tập chánh tinh tấn, tu tập chánh niệm, tu tập chánh định, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, y cứ xả ly. Như vậy này Ananda, là vị tỳ kheo thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Và chính theo pháp môn này, này Ananda, ông cần phải hiểu như thế nào toàn phần đời sống phạm hạnh này thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Này Ananda, chính vì ta y cứ làm bạn với thiện nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh, các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị bệnh được giải thoát bởi bệnh, các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết, các chúng sanh bị sầu bi khổ ưu não được giải thoát khỏi sầu bi khổ ưu não. Và chính theo pháp môn này, này Ananda, ông cần phải hiểu như thế nào toàn phần đời sống phạm hạnh này thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Do vậy, này đại vương, cần phải học như sau: tôi sẽ là thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Như vậy, này đại vương cần phải học, này đại vương, để đại vương có thể trở thành thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, đại vương cần phải y cứ an trú vào một pháp, tức là không phóng dật trong các thiện pháp. Thưa đại vương, nếu đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, thời các nữ công nhân sẽ suy nghĩ: đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật. Thưa đại vương, nếu đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, các vị sát đế lị chư hầu sẽ suy nghĩ: đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật. Thưa đại vương, nếu đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, các dân chúng ở thị trấn và quốc độ sẽ suy nghĩ: đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật. Thưa đại vương, nếu đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, thời tự ngã được che chở hộ trì,
nội dung được che chở hộ trì, kho tàng được che chở hộ trì. Người ước mong tài sản phải liên tục tăng thượng, người hiền trí tán thán, hạnh lành không phóng dật. Đối với những người lành, làm các hạnh công đức, người hiền không phóng dật, được cả hai lợi ích trong đời này, lợi ích cả đời sau. Kẻ anh hùng được gọi là bậc trơn hiền trí, nếu biết nắm chụp lấy hạnh phúc cho chính mình. Dạ, con đã đọc hết xong phần chánh kinh. Dạ, con kính dâng mất đến ngài Thượng Tọa Phật Thanh đến ngài thuyết giảng bài chánh kinh ngày hôm nay cho đạo tràng chúng con. Dạ, con xin phép dâng mất đến ngài. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh và cô Pháp Nguồn Lào Cai. Mặc dù cô Nhật Quỳnh bận rộn nhiều công việc mà đã hỗ trợ cho sư trong cái phần bóp bài, cũng xin cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cô luôn nhiều sức khỏe, an vui, luôn tinh tấn tu tập, tạo được nhiều phước báo trong đời sống. Và trước khi vào thời chia sẻ Phật Pháp, xin kính cung thỉnh chư Tôn Đức như mời tất cả quý vị cùng an tâm thanh tịnh về làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Dhamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bày gãy bánh xe sanh tử luân hồi, thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo. Pháp bảo phương dương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh, những ngày thực hành theo đúng thời chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc, thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm quyền sanh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an, chúc tất cả quý tôn nữ với phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo nhiều thiện sự trong đời sống. Cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi khổ đau, thiên tai dịch họa. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thà Giá. Cái bài thứ 7 nó cũng có cái tựa là không phóng dật. Bài thứ 8 cũng có tựa là không phóng dật. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta thấy rằng trong cái phần cái bài này đó, thì Đức Phật dạy là trong cái đời sống, cái sự tu tập chúng ta đó, là cái thành quả mà của sự tu tập nó trên cái tình bạn cùng với nhau để mà tu tập. Thì khi mà chúng ta gần gũi những người bạn, những người bạn ở đây có thể là những cái vị thầy của mình nữa, chứ không phải là nói là bạn không. Mình may mắn mình gặp được những cái vị thầy, những cái vị thiện bằng hữu, thiện bạn lữ, tức là những cái người mà cùng chung một cái chí hướng, cùng chung trên cái con đường để mà tu tập giải thoát. Nếu mà chúng ta may mắn đó, chúng ta gặp được những cái người như vậy đó, nó cùng chung một cái chí hướng, cùng chung đi trên một cái con đường để tìm đến cái sự giải thoát, thì như vậy nó rất là tốt đẹp, rất là
quý báu để về để chúng ta nương tựa lẫn nhau, chúng ta học hỏi lẫn nhau, chúng ta nhắc nhở sách tấn với nhau để mà tu tập. Cho nên trong cái con đường mà thực hành giáo pháp á, có những lúc chúng ta phải nương tựa nhau để mà đạt đến những cái điều tốt đẹp. Thì nếu mà chúng ta có cái điều kiện gặp được, có cái nhân duyên, có cái phước báo mà chúng ta gặp được những cái vị thầy có chánh kiến, những người bạn gần gũi cùng nhau tu tập có chánh kiến, thì cái điều đó hết sức là quý báu trong cái đời sống tu tập của mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có nhân duyên thì chúng ta nương tựa vào cái giáo pháp, cái lời dạy của Đức Phật, rồi sao chúng ta phải nương tựa vào cái người thiện bằng hữu ở trong tâm của chúng ta. Thì thường thường á, những cái phàm nhân phiền não do đâu? Do những cái hướng đến tìm cầu. Thường thường là chúng sanh ở trong thời gian, trong thế gian thì họ tìm đến, họ hướng đến, họ tầm cầu cái gì? Dục tầm, để thỏa mãn những cái tham muốn hưởng thụ ở trong thế gian. Mà chính những cái dục đó là cái chúng sanh tử luân hồi. Tức là quá nhiều muốn không có thì bực bội sao, rồi tới cái là hại tâm, tức là những cái tư tưởng mà bây giờ muốn gây khổ đau tàn hại cho chúng sanh khác để mà gây ra những cái hoàn trái. Cho nên khi mà chúng ta không có gần gũi được những người bạn thì chúng ta phải cảnh giác, phải xem xét những cái dục tầm nào mà nó vừa sanh khởi, tức là nó vừa nhen nhóm lên, mong cầu có được cái này, mong cầu có những cái điều kiện tốt đẹp như thế này như thế khác, mong cầu có những cái tiện nghi như thế này thế khác, thì chúng ta phải kịp thời ngăn chặn những cái dục tầm này, vì nó chính là những cái ác bằng hữu đó, nó nằm ở trong nội tâm chúng ta, nhưng mà nó luôn luôn là cản trở cái sự tu tập của chúng ta. Cho nên chúng ta phải chờ thời nhận diện, ngăn ngừa, diệt trừ những cái bất thiện pháp này nó sanh khởi. Rồi những cái tâm mà những cái pháp dục, tức là những cái muốn tu tập, muốn học kinh, học pháp, muốn hành thiền, thiền định, thiền tuệ. Đó, thì đây là những cái người bạn thiện bằng hữu, thiện bạn lữ ở trong nội tâm của chúng ta, luôn luôn cận kề đối với chúng ta. Cho nên là chúng ta phải
phải thường xuyên, thường xuyên gần gũi những cái người bạn này. À, nếu mà chúng ta không có may mắn có được gần gũi, không có điều kiện để gần gũi thầy, những cái người bạn ở bên ngoài, thì chúng ta phải tạo những cái người thiện bằng hữu, thiện bằng lữ ở trong chính tâm của chúng ta. Thì như vậy đó, thì chúng ta hướng đến cái đời sống tu tập, hướng đến cái ly dục, ly ác, bất thiện pháp. À, rồi cái tâm của chúng ta hướng đến cái con đường chân chánh, tu tập, thân viễn ly, tâm viễn ly, thân tránh xa những cái dục trần, tâm thì tránh xa những cái tư tưởng trong dính mắc chấp thủ trong cái thế gian. Đó, thì như vậy thì chúng ta sẽ phát triển cái con đường tu tập của mình nó được được tốt đẹp. Đó, cho nên là trong đời sống thì chúng ta nếu may mắn chúng ta gặp được thầy tốt, có chánh kiến hướng dẫn cho chúng ta đúng đắn cái con đường chân chánh tu tập, hoặc là nếu mà chúng ta có hữu duyên có những người thiện bằng hữu, thiện bằng lữ, cùng chung cái chí hướng để mà nương tựa lẫn nhau trên cái bước đường tu tập, thì như vậy á thì là một cái điều hết sức là quý báu. Nhưng mà nếu mà chúng ta là không có nhân duyên thì chúng ta phải tạo những cái thiện bạn lữ, thiện bằng hữu ở trong chính nội tâm của chúng ta để mà chúng ta nương tựa, và chúng ta tự sách tấn với nhau trong cái sự tu tập. Đó, thành ra đó cái người bạn mà ở bên trong chúng ta là một cái người bạn hết sức là quan trọng. Tại vì cái người bạn bên ngoài chứ mà có lúc đâu phải người ta cứ theo người ta nhắc nhở mình hoài. Nhưng mà nếu mà cái sự tu tập của mình á, cái sự nỗ lực tinh tấn chính là những cái người thiện bạn lữ, thiện bạn hữu sẽ nhắc nhở, sẽ thúc đẩy chúng ta nỗ lực tu tập. Thì quý vị thấy rằng các cái pháp nó sanh khởi do những cái pháp nó khởi đầu, nó là nhân. Thì trong cái đoạn này Đức Phật có nói nếu mà vua Bát-xê-na-đí là cái người mà có cái sự chánh niệm không phóng dật thì sao, những cái người bên cạnh ông ta là các cái vị quan đại thần, các cái người hộ vệ, đến những cái người cung nữ, đến người giữ kho, vân vân, thì khi mà họ thấy mà nhà vua đó, nhà vua mà có cái sự chánh niệm đó, thì những cái người này họ sẽ hướng theo, họ thực hành theo. Còn nếu mà một ông vua mà không có sự chánh niệm, buông bê tha, hưởng thụ những cái dục lạc ở trong thế gian, thì sao? Thì với những người mà hầu cận á, thì họ cũng xu hướng theo. Thì vị thấy rằng rất nhiều những cái vị minh quân á, thì khi mà có cái trí tuệ, có cái tâm mà để mà lo lắng cho đất nước, cho quốc độ, thì sẽ có những cái người quan cận thần cũng có trí tuệ, cũng có những cái kinh nghiệm để mà giúp đỡ cho ông vua trong cái vấn đề mà
xây dựng đất nước là được phồn thịnh, và cái quốc độ được an ổn. Còn nếu mà những vị hôn quân, những vị vua mà, thì quý vị cha thấy trong lịch sử đó, những vị vua mà không có cái trí tuệ, sống phóng dật, chạy theo dục lạc trần cảnh, thì sao? Thì ở dưới nhà vua đó có một đám những cái quan lại là gì, su nịnh, rồi đó là xúi dục vua là chìm đắm trong tủ sắc, thụ hưởng vật chất thế gian, rồi sao, rồi bắt đầu bày ra những cái trò là xu cao thế nặng, rồi sao, rồi còn bày ra những cái đi muốn tham muốn rồi đi xâm lược những cái lân quốc, rồi gây ra những cái khổ đau trong đất nước của mình, mà rồi gây khổ đau cho những cái đất nước xung quanh của cái quốc độ đó nữa đó. Cho nên á, là nếu mà một cái vị vua đứng đầu một cái quốc độ, mà nếu mà những cái người này, những cái người đầu đứng đầu mà có cái tâm chánh niệm, có trí tuệ, thì những cái người mà quan cận thần thì cũng là những cái người có chánh niệm, có trí tuệ nha. Và những cái người bên dưới đó, họ sẽ thực hành theo. Còn nếu mà ở trên một ông vua mà coi như là vô minh, phóng dật, rồi sống trác tán, không có trí tuệ, thì sao? Thì ở bên dưới những người quan là những kẻ mà xu nịnh, rồi tất cả những cái người ở dưới họ cũng thật còn cũng đi theo cái con đường đó, là những cái người phóng dật, tham ô dơ dét, hà hiếp dân chúng, cho nên là cái gì mà đứng đầu một cái quốc độ là phải xem xét về cái đức độ của mình. Thì nếu mà những cái thời kỳ mà chúng sanh may mắn sanh trong những cái thời kỳ mà gặp có cái vị mà chuyển luân thánh vương ra đời đó, thì cái vị này đó sẽ cai trị bằng cái dương pháp, cai trị bằng cái giới hạnh tốt đẹp, luôn luôn là cái vị chuyển luân thánh vương, luôn luôn là có giữ cái giới hạnh của mình tốt đẹp, rồi khuyến hóa tất cả các cái quốc độ, các vị vua của các cái tiểu quốc đó, thì cũng thực hành theo cái giới hạnh tốt đẹp, giữ gìn cái ngũ giới, bát quan trai giới, thì cái thời kỳ đó là trong cái xã hội nó được an ổn tốt đẹp. Còn nếu mà những cái thời kỳ mà chúng sanh kém phước, sanh ra trong những cái thời kỳ mà cái ác pháp nó sanh khởi, thì quý vị thấy rằng trong cái lịch sử của thế giới đó, có những lúc mà xảy ra chiến tranh, giống như thời kỳ ở Trung Quốc, thời kỳ mà Tam Quốc, tức là ba nước họ phân ra, họ tranh giành, đánh chém giết lẫn nhau, gây ra biết bao nhiêu cái khổ đau, hay là cái thời kỳ mà thế chiến thứ nhất, rồi thế chiến thứ hai, thì khổ đau trên khắp cả cái địa cầu này, cả thế giới này, chứ không phải riêng này đó. Cho nên một khi mà những cái vị mà vua chúa, những vị mà đứng đầu một cái quốc độ,
nếu mà những cái vị này đó là cái người có trí tuệ, sống không phóng dật, thì sẽ là cái nơi nương tựa, sẽ là cái người mà dẫn đầu trong cái quốc độ đó, để từ những cái người quan lại, đến những người hầu cận, cho đến những cái người quân lính, họ đều tôn trọng và thực hành theo cái tầm chánh niệm trí tuệ, họ không có để cho những cái thiện pháp nó sanh khởi nha. Còn nếu mà cái người mà đứng đầu, mà nếu mà không có sự chánh niệm, sống với cái tâm phóng dật, thì sao? Thì ở bên dưới họ cũng hùa theo, họ còn làm cho cái sự khổ đau, cái tai hại ở trong cái đất nước nó càng càng nhiều hơn. Cho nên á là chúng ta luôn luôn á phải luôn luôn phải phản tỉnh, xem xét ở trong nội tâm chúng ta, đừng bao giờ để cho những cái tư tưởng tà dại, dục tầm, nó sanh khởi, mà phải dung bồi những cái tư tưởng, những cái là để cố gắng nỗ lực tinh tấn học tập, thực hành pháp, ly dục ly ác bất thiện pháp, rồi có sự nỗ lực tinh tấn trong pháp học pháp hành, thì như vậy chúng ta sẽ đem đến một cái đời sống tu tập được tốt đẹp, rồi chúng ta phải cố gắng gìn giữ cái giới của mình cho nó được tốt đẹp, phải phải cảm thấy là ghê sợ trong những cái tội lỗi dù là nhỏ nhặt, thì như vậy đó chúng ta sẽ có được một cái đời sống tu tập nó được tốt đẹp. Còn nếu mà trong đời sống, nếu mà may mắn mình có điều kiện ở gần được các cái chùa, có gần gũi được chư tăng, rồi chúng ta nếu mà có các cái vị thầy, các vị sư mà có chánh kiến, có hiểu biết, những vị mà đang thực hành đúng đắn trên con đường giới định tuệ, thì chúng ta sẽ gần gũi những cái vị này để mà mình học hỏi, để nương tựa với nhau, hoặc là nếu mà may mắn mà mình có những cái người bạn đồng tu, những người này cũng có cái chánh kiến, có cái niềm tin chân chánh nơi Tam Bảo, cái những người này có cái chiều hướng là thực hành các cái thập hạnh phúc, bố thí trì giới, tu tiến cung kính phục vụ, đó. Mà nếu mà chúng ta may mắn gần gũi được những người này đó, thì là một cái điều hết sức là quý báu, để cùng nhau nương tựa, cùng nhau trao đổi để mà mình học hỏi, để mình thực hành, tu tập cho được tốt đẹp. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta cũng phải tạo cái người thiện bạn hữu, thiện bạn lữ ở trong chính nội tâm chúng ta, là chúng ta diệt trừ tất cả những cái tư tưởng, những cái tác ý không đúng đắn, luôn luôn phản tỉnh xem xét những cái tác ý của mình, những cái tác ý mà dễ vui giải đãi đó, thì mình kịp thời mình diệt trừ, mình không có để cho nó lôi cuốn, nó sai sử, thì như vậy đó cái sự nỗ lực tu tập của chúng ta càng được tốt đẹp hơn. Cho nên là trong đời sống luôn luôn chúng ta phải có những cái
khi mà những cái tư tưởng bất thiện nó sanh khởi thì mình kịp thời mình dập tắt những cái tác ý không có thiện lành, mình kịp thời mình dập tắt nó. Còn những cái tác ý tốt đẹp thì mình phải dung bồi phát triển nó mạnh mẽ, luôn luôn cái tâm chúng ta đó là phải gìn giữ cái hay biết, cái sự chánh niệm tỉnh giác của mình trong đời sống, trong sinh hoạt, trong các cái hoài nghi, thì như vậy đó thì chúng ta sẽ tránh xa được những cái bất thiện, tránh xa những cái lỗi lầm, tránh xa những cái sự thất bại. Do đó đó mà chúng ta khi mà chúng ta gìn giữ có cái chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta sẽ tránh xa đi những cái lỗi lầm. Chúng ta thực hành những cái công hạnh đem đến cái lợi ích ngay trong đời sống hiện tại. Và chính những cái điều kiện, những cái chủng tử, những cái nhân thiện này đó, nó sẽ tạo điều kiện trong những cái kiếp sống tương lai chúng ta càng được an ổn, tốt đẹp hơn. Cho nên là trong pháp cú thì Đức Phật cũng có dạy nếu mà trên cái bước đường tu tập của mình nếu mà mình gặp được những cái bạn lành, các cái thiện bằng hữu, thiện trí thức, gặp được những cái vị minh sư, những vị thầy có chánh kiến, thì chúng ta sẽ gần gũi để mà nương tựa nhau, để mà học tập, để tu hành. Còn nếu mà chúng ta không có duyên, không gặp được thiện bạn hữu, thiện trí thức, không gặp được những cái vị thầy, thì chúng ta phải lấy giáo pháp mà làm nơi nương tựa, rồi chúng ta phải tạo những cái người thiện bạn hữu, thiện bạn lữ ở chính trong tâm chúng ta để làm cái chỗ nương tựa để mà tu tập. Thành ra đó chúng ta phải tạo điều kiện và luôn luôn đó, phải gìn giữ những cái pháp dục, những cái tâm mà hướng đến học pháp, suy tư về pháp, thực hành giáo pháp, thực hành thập thiện, thập hạnh phúc đó, thì như vậy đó thì chúng ta sẽ có một cái đời sống an ổn, rồi chúng ta kịp thời dập tắt những cái dục tầm mà nó hướng đến cái tầm cầu những cái dục lạc của thế gian, những cái tham muốn trong trần cảnh, hay là muốn thỏa mãn những cái tiện nghi đời sống như thế này thế khác, để chúng ta luôn luôn có một cái nội tâm an ổn tốt đẹp. Thì khi mà ngay từ khi mà chúng ta vừa thức giấc, ngay khi chúng ta vừa thức giấc ấy, chúng ta có cái sự chánh niệm tỉnh giác, thì nó sẽ, nếu mà ngay trong cái giây phút mà mình mới vừa dậy đó, bắt đầu mình không có dội vàng như ngày bình thường, mà sau khi mình thức dậy rồi, mình biết là mình đã thức giấc rồi, bắt đầu mình có hay biết, có chánh niệm, mình ghi nhận, rồi bắt đầu mình từ từ mình mới thay đổi hoài nghi, bắt đầu mình ngồi lên, rồi bắt đầu mình bước xuống giường, mỗi cái hoài nghi, mỗi cái chuyển động mình đều có cái sự ghi nhận. Như vậy á, thì giống như từ khi mà mình thức giấc, mình đã có cái tâm mà hướng về cái sự chánh niệm tỉnh giác,
Thì như vậy đó, mình thực hành. Quý vị thực hành thử một 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 ngày nào đó, quý vị thực hành thử, rồi cố gắng trong cái từ lúc mình thức giấc cho đến mỗi mỗi cái hoài nghi, cái chuyển động gì vậy, mình cũng quan sát một cách tốt đẹp đó. Thì trong ngày đó quý vị sẽ có cái tâm chánh niệm nó tốt đẹp. Còn nếu mà ngay từ khi mà mình thức giấc nha, ngay khi mình thức giấc mình không có tập á, thì sao, mình vội vã thức dậy rồi cái bắt đầu lo công việc ha, nó cuốn hút, thì chúng ta sống cái đời sống nó phóng dật nha. Còn nếu mà mình tập, mình thực hành mình vừa thức dậy, mà nếu mà mình cố gắng mình gìn giữ chánh niệm từng chút trong mỗi cái hoài nghi, mỗi cái tiểu hoài nghi, mỗi cái hành động đó, thì trong ngày đó quý vị sẽ thấy rằng quý vị gìn giữ cái chánh niệm nó được tốt. Còn nếu mà nếu mà mình buông lung, vừa thức dậy là vội vàng phải lo công việc này công việc khác, do thế này thế khác đó, thì sao, mình bị cuốn hút, thì bị cuốn hút rồi cái tâm mình luôn luôn là nó bị phóng dật. Thì mặc dù là khi mà chúng ta sống có chánh niệm tỉnh giác thì nó rất là khó ha, nó rất khó. Tại vì sao? Tại vì hồi lâu đời, nhiều đời, nhiều kiếp rồi ha, lâu đời mình cứ sống mình bị cuốn hút trong cái dòng xoáy của phóng dật thôi cho nên bây giờ mình mà muốn vượt thoát ra đó, mình gìn giữ cái chánh niệm tỉnh giác nó khó dữ lắm nhưng mà không phải là không thực hành được, nếu mà chúng ta cố gắng mỗi ngày một chút. Nó ngay từ cái giây phút mà đầu tiên của một ngày, ngay giây phút đầu tiên của một ngày mà mình, nếu mình cố gắng mình gìn giữ cái chánh niệm thì trong suốt ngày đó mình sẽ thấy là mình sẽ có cái giữ cái chánh niệm nó được tốt. Tất nhiên là nó bị cũng có sự phóng dật, cũng mất chánh niệm, nhưng mà mình biết khi mà mình bị lôi cuốn, mình bị phóng dật thì mình trở về cứ như vậy thí dụ như do một hồi cái tâm mình nó quen theo cái thói quen, cái quân tập thường xuyên rồi bây giờ lâu lâu mình muốn mình ráng mình giữ, chứ mà hồi nó cũng bị lôi cuốn, nó phóng dật, mất chánh niệm, thì khi mình hay biết mình đem nó trở lại mình bị nó cuốn hút mà nó phóng dật, nó chạy thì mình đem nó trở về đó. Thì giống như là Đức Phật nói, thí dụ như một cái vị vua mà có sự cố gắng gìn giữ cái chánh niệm trí tuệ, không có để tâm buông lung phóng dật, thì những cái quan hầu cận, cho đến những người lính, cho đến những cái người cung nữ họ noi theo cái ông vua, họ thực hành theo nếu mà mình gần gũi những người bạn những người bạn mà có chánh niệm tỉnh giác thì tự nhiên khi mà mình có cái sự phóng dật, mình cũng được cái đó nó nhắc nhở để mà mình quay trở lại, mình có chánh niệm tỉnh giác đó. Còn nếu mà ngay từ khởi đầu của một ngày mà mình đã buông lung, mình phóng dật, mình tính toán công việc thế này thế kia bị cuốn hút vào cái sinh hoạt, cái đời sống hàng ngày mình không có chú tâm tỉnh thức, không có gìn giữ cái chánh niệm tỉnh giác, thì sao? Thì
suốt một ngày đó chúng ta sống trong quay cuồng phóng dật thôi. Mà khi mà sống trong cái tâm phóng dật đó, thì nó rất là mệt mỏi, thấy không? À, làm công việc này mà phải tính toán công việc khác, à, làm công việc này mà tính toán tiếp kế tiếp rồi phải làm cái gì vậy, phải lo cái này phải lo cái khác, đủ thứ chuyện hết, à, nó rất là bận rộn. Mà chính vì cái tâm phóng dật đó, thì nó sẽ tạo cái áp lực, rồi nó làm cái tâm mình nó mệt mỏi, nó uể oải. Còn nếu mà quý vị giữ gìn chánh niệm thì sao? Lúc đó cái tâm nó được dừng lại, à, nó không còn tính toán, nó không có suy nghĩ, nó không có bị cuốn hút, nó không có quay cuồng trong cái phiền não, à, thì lúc đó đó cái tâm mình nó được nghỉ ngơi, nó sẽ an vui, ha. Còn nếu mà mình cứ để cái tâm mà nó phóng dật, nó chạy theo trần cảnh bên ngoài, à, nhớ tưởng những việc đã qua, suy tính những cái điều sắp tới, à, thì cái tâm á nó cứ quay cuồng trong cái đời sống, à, thành ra có nhiều khi á mà cái vấn đề, có những cái vấn đề mà cần phải giải quyết, có những cái vấn đề mà nó hay á, có đến lúc mà quý vị ngủ mà cái tâm nó cũng tính toán nữa, ha, tại sao nó hiện ra những cái giấc mơ, à, rồi sao khi mà quý vị thức dậy á, quý vị thấy cái tâm nó uể oải, nó mệt mỏi sao á, ha, mặc dù là mình ngủ một giấc rồi đó, nhưng mà bị gì cái phóng dật ở bằng cái ban ngày đó, công việc đó, cái thân nó được nghỉ mà cái tâm nó không có được nghỉ, à, nó do cái trớn, cái tác động, cái mãnh lực của cái phóng dật đó nó lôi cuốn, mà đến khi mà mình ngủ cái tâm nó cũng vẫn còn, nó cũng là vẫn còn suy tính toán nữa, cho nên á làm mình ngủ nhưng mà thức dậy rất là mệt, ha. Còn nếu mà quý vị thực hành á chánh niệm tỉnh giác, à, trong một cái thời gian khoảng chừng nửa tiếng, ha, một tiếng, nếu mà quý vị thực tập, quý vị gìn giữ cái chánh niệm một cách tốt đẹp á, quý vị sau khi mà quý vị xả thiền ra đó, quý vị sẽ thấy cái thân tâm mình nó nhẹ nhàng, nó an tịnh lắm, à, nó khỏe còn hơn là mình ngủ một giấc nữa, à, bởi quý vị thấy rằng á, à, các cái vị thánh các vị thánh lậu tận hay là Đức Phật đó, thời gian mà ngày nằm nghỉ nó rất là ít, một ngày á là ngày chỉ nằm xuống nghỉ trong một có một cái canh thôi, một canh nha, là khoảng hai tiếng ba tiếng gì đó, theo cái hồi xưa thời ra người ta chia ra một đêm là có mấy canh á, nhưng mà sao các ngài rất là an ổn, bị sao, bị gì, các ngài giữ cái tâm luôn luôn là chánh niệm, à, cho nên á là không có dao động ở trong nội tâm, à, cho nên á là mặc dù là các ngài sự nỗ lực tinh tấn thực hành giáo pháp, à, gìn giữ cái tâm chánh niệm, mặc dù là cái thời gian nghỉ ngơi rất là ít, nhưng mà lúc nào là các ngài cũng an ổn, à. Còn cái phàm nhân mình á thì sao, tối ngày mình cứ lo công chuyện, à, tâm quay cuồng, à, trong cái sinh hoạt, tính toán nghĩ ngợi lo lắng, à, bị quay cuồng trong cái phóng dật không à, à, rồi cái bắt đầu sao mình, à, ngủ nghe rồi nhưng mà điều cái tâm mình cũng mệt mỏi, à, thậm chí
thậm chí vì cái áp lực trong cái đời sống nhiều quá, trong cái công việc à, rồi kia nọ đủ thứ chuyện, thì sao? Rồi sao? Những cái người này họ bị gì? Bị cái thần kinh nó căng thẳng à, bắt đầu bị tâm thần à, đủ thứ chuyện xảy ra à, cho nên á là khi mà phóng dật như vậy á, nó lôi cuốn mình bệnh trong cái thân mà bệnh trong cái tâm à, do đó đó là à, khi ta thực hành theo lời dạy Đức Phật à, chúng ta sống theo cái con đường trung đạo à, rồi chúng ta biết gìn giữ cái nội tâm của mình, không để cho cái tâm bị cuốn hút trôi lăn trong cái dòng xoáy của à, phóng dật của các pháp thế gian à, mà mình cố gắng phản tỉnh, xem xét, gìn giữ cái à, chánh niệm tỉnh giác à, hay biết trong cái đời sống hiện tại à, thì mình sẽ được an ổn. Thành ra đó, thành ra cái tâm của mình á, khi mà quý vị mà gìn giữ cái niệm tỉnh giác là cái tâm nó được nghỉ ngơi ha. À, giống như cái máy vậy đó ha. Khi mà quý vị mà gìn giữ cái tâm mà tỉnh giác chánh niệm hay biết rõ ràng trong cái giây phút hiện tại đó, thì sao? Cái tâm nó được yên tĩnh ha. Mà nếu mà nó phóng dật, nó chạy tính toán thế này để các đủ thứ chuyện trong trên đời á, thì lúc đó, đó là cái tâm nó quay cuồng à, mà quay cuồng thì đem đến phiền não khổ đau rồi mệt mỏi gì tinh thần đủ thứ chuyện hết. Cho nên á, khi mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác đầy đủ là lúc đó được cái tâm nó dừng nghỉ à, nó sẽ an tịnh tốt đẹp à, đó. Cho nên là chúng ta phải cố gắng gìn giữ cái đời sống tinh thần của mình à, bằng cách là mình luôn luôn mình đưa cái tâm trở lại à, sống ngay trong giây phút hiện tại, thì à, chúng ta sẽ có được một cái thân tâm mà ổn định tốt đẹp à, thì qua cái à, bài thứ 8 này là cái tựa đề cũng không phóng dật, thì cũng xin à, giải thích chia sẻ với quý vị à, để chúng ta thực hành theo lời Đức Phật dạy à, quay lại với chính mình à, nếu mà trong đời sống mình gặp được à, có được những cái thiện bằng hữu, thiện bằng lữ cùng chí hướng tu tập à, thì sẽ đem đến lợi ích tốt đẹp. Còn nếu mình không có may mắn à, không có những cái người bạn thiện bằng hữu, thiện bằng lữ ở bên ngoài à, thì mình sẽ xây dựng cái người thiện bằng hữu, thiện bằng lữ ở trong chính nội tâm chúng ta. Và à, trong đời sống cũng vậy, nếu mà mình cố gắng nỗ lực tu tập thì mình phải tránh xa những cái hội chúng à, tránh xa những cái người bạn à, không có chánh niệm. Rồi mình phải gần gũi những có chánh niệm, mà nhất là cái người bạn cận kề à, ở trong chính nội tâm chúng ta, để à, dung bồi cái chánh niệm, cái trí tuệ được an ổn. Mà khi mỗi giây phút mà chúng ta với trí tuệ thì sẽ tránh xa những cái phiền não, tâm được à, an ổn. Còn nếu mà luôn yên theo trần cảnh, quay cuồng trong tài tình danh lợi rồi tính toán, thì như vậy đó, thì sẽ làm cho cái tâm nó mệt mỏi à, cái sức khỏe tinh thần nó bị giảm sút, mà nó bị hậu quả đi đến những cái à, thành ra chúng ta phải chú ý à, chú ý về cái sức khỏe của thân, mà cái sức khỏe của tâm ấy, nó còn quan trọng hơn cái sức khỏe của tâm nhiều lần. Cho nên à, hàng ngày chúng ta dành thời gian ra chừng 15-20 phút để mà chúng ta an ổn cái nội tâm chúng ta bằng cách là lễ bái Tam Bảo
niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, hoặc là chúng ta theo dõi hơi thở, theo dõi hơi thở vô ra, theo dõi phòng sợ, thì như vậy đó, mặc dù bận rộn với công việc nhưng mà trước khi mình ngủ hoặc là khi mình thức dậy thì mình thực tập chừng 50 phút để gì, để giảm bớt những cái áp lực, những cái suy tư, những cái tính toán, những cái quay cuồng cuốn hút của phóng vật. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều giả giới phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể lắng nghe, chúc tất cả quý tu nữ tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập được tạo tạo được nhiều tiện sự trong đời sống. Cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui hạnh phúc. Bây giờ xin cùng thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, sa thú, là chúng con xin kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng bài chính kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính từ ngài ngồi nghỉ ngơi uống nước một chút để con xin được mời bàn tay thảo luận của đạo tràng về đề tài bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin phép mời đạo tràng, con xin dâng đất đến đạo tràng. Dạ thưa ngài, con xin phép được đọc câu hỏi của Sư Tư Ma. Bạch ngài, khi sống chưa hiểu rõ giữ giới, vì rất sợ những con vật nhỏ như con kiến, con gián, nên liên tục khử trừ. Trong trường hợp này nên khuyên như thế nào để không bị mới biết đạo mà bị đặc? Dạ, có nghĩa là chắc là xin hỏi là nên làm thế nào trong cái trường hợp này, con xin phép dừng nước bên nhà. Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Thầy giá. Thì khi mà chúng ta muốn giữ giới thì sao? Mình đọc nè. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Thì cái điều quan trọng là gì? Là cố ý. Cố ý. Thí dụ như mình biết con vật đó nó còn sống, nó còn cử động. Mà vì mình cái tâm mình bực bội, mình khó chịu, mình cố ý, cố ý đây là có cái sự tác ý chủ động, mình muốn giết nó. Rồi khi mà mình giết nó xong thì mình phạm giới, thấy không? Còn ở trong đời sống thì xung quanh mình biết bao nhiêu cái côn trùng, nào là kiến rồi cái nọ vân vân, thấy không? Nhưng mà khi mà mình vô tình mình dẫm đạp nó thì cái đó là không có phạm giới. Chứ mình đừng có gì mình sợ phạm giới quá rồi mình không dám làm gì hết là cũng không phải. Mà mình dễ vui mình không sợ kệ mồ mấy con kiến, mấy con mũi, mấy con vật nó nhỏ mà đâu có gì phải sợ, ha? Mình tàn hại, mình giết nó đó thì mới phạm, ha? Còn thí dụ như vô tình mình đi mình
mình dẫm đạp cái con kiến con đồ đó thì mình đâu cố ý đâu, phải không? Đó, thành ra cái phạm tội hay không phạm tội, phạm giới hay không phạm giới là do cái tác ý ha. Thành ra đó, thành ra trong kinh đó bất Đức Phật mới dạy là khi nào mà cố ý là phạm giới, mà cố ý là tạo nghiệp nè, do cái tác ý mà mình cố gây tổn hại khổ đau cho chúng sanh khác à, thì mình mới phạm giới, thấy không? Bây giờ quý vị thấy rằng trong cái nước thì nó có biết bao nhiêu cái con côn trùng đó, vô tình mình nấu nước mình đâu có thấy cái vi trùng nó ở trong cái nước đâu, không? Nhưng mà mình đâu cố ý là giết cho nó chết, không? Hoặc là bây giờ đó, quý vị đốt cái đèn nha, bây giờ quý vị đốt cái đèn lên là để cho cái gì, cho cái phòng nó sáng lên nha. Nhưng mà vô tình có những cái con phù du, những con bướm đâu gì đó, nó bay vô, nó chung vô cái đèn, nó chết. Thì mình sợ. Giờ mình sợ, mình nói mà mấy con phù du, mấy con bướm nó bay vô ngay cái đèn, nó chết, rồi mình phạm giới. Mình sợ, mình không dám đốt đèn hay sao? À, mình đốt đống lửa, rồi ở đâu mấy con cào cào, châu chấu, hay là con bướm bướm, con mấy con côn trùng rồi đó, nó nhào vô trong cái đống lửa, nó chết. Rồi mình sợ, mình không dám đốt lửa, không phải đó. Thì khi mà mình tác ý là gì? Tác ý là đốt cái đèn để cho nó sáng nè, tác ý đốt đống lửa để cho nó sáng, chứ mình đâu cố ý để mà mình giết nó đâu. Còn cái chuyện mà nghiệp quả của chúng sanh thì cái đó là mình đâu có cản trở được, thấy không? Thành ra đó, khi mà mình giữ giới mình phải hiểu cái nguyên nhân phát sanh tội. À, cái nguyên nhân nó đưa tới cái phạm giới, cái đức giới à, thì lúc đó mình sẽ không có cái hoài nghi à, về vấn đề mà phạm giới hay không phạm giới. Cho nên á, khi nào mà mình phạm đủ những cái chi phần à, ví dụ như cái giới sát sanh nó có 5 chi à, chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, cố ý giết, ráng sức giết à, chúng sanh là chết vì cái sự cố ý đó. Thì như vậy tròn đủ 5 cái chi phần đó thì đứt cái giới sát sanh à. Còn nếu mà bây giờ mình vô tình mình dẫm đạp, hay là vô tình nó ở trong đất mình đâu có thấy à, mình đào đất gì đó, đó, cái đó là mình không có tác ý mình giết nó, nhưng vì cái vô tình ở ra nó ở trong đất mình không thấy nha. Còn nếu mà mình thấy nó mình còn cố ý à, thì cái đó là phạm giới à nha. À đó, nó đang mình đang đi nhưng mà bây giờ tự nhiên nó phóng ngang trên đường, bây giờ mình cũng muốn tránh lắm mà tránh không kịp, thì cái đó là không có phạm à, để mà mình biết để cái tâm của mình á nó không có trạo hối, nó ăn năn ha. Đó, và nói chung á, trong cái đời sống mình cũng ráng cố gắng mình tránh đi những cái nghiệp xấu à. Tại sao mình tránh? Đừng bao giờ mình khinh thường à những con kiến, những con muỗi rồi kia nọ ha à, mình cho là những cái con vật này nó nhỏ nhoi
Rồi mình cố ý mình giết nó thì mình cũng 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 mang cái nghiệp. Thành ra đó chúng ta cũng không quá dễ vui, mà chúng ta cũng không phải gì mà quá sợ hãi trong cái vấn đề mà gìn giữ cái giới ha. Thành ra mình đi trên cái con đường trung đạo, mình sống để biết với trí tuệ, mình cố gắng mình né tránh. Nhưng mà nếu mà có những cái mà mình cố tránh nhưng mà tránh không khỏi, không được, thì cái đó mình không có phạm giới để hiểu biết cái trong cái đời sống chúng ta. Xin chúc cô Tina nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Sa thứ chúng con xin kính tri ân ngài ạ. Dạ, ý của chị Tina hỏi là người thân sống chung với mình không hiểu về giới, thưa sư, thì mình khuyên thế nào để không bị nói là mới biết đạo mà hiểu gì mà nói, ý thì họ kiểu họ không tin tưởng mình ạ. Dạ, con xin giờ mấy con sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì quý vị thấy rằng ở đời nó rất là khó. Bản thân mình giữ giới thì nó dễ, nhưng mà những cái người thân xung quanh mình mình khuyên những cái người này mà giữ giới rất là khó, không phải dễ đâu. Thành ra đó, quý vị thấy Đức Phật tế độ cho những cái người bên ngoài thì dễ, mà khi mà Đức Thế Tôn trở về Ca Tỳ La Vệ để tế độ cho Đức Vua Tịnh Phạn và dòng tộc Thích Ca nó rất là khó. Tại vì sao? Tại vì cái sự ngã mạn chấp thủ của người ta. Bây giờ người ta không có biết đạo. Bây giờ mình biết đạo mình khuyên ngăn có nhiều khi mình là con, là cháu, là em rồi kia nọ mà mình khuyên người ta nói với mày là con là cháu, tao biết gì mà nói cái này khác. Tại vì cái chấp thủ về cái giai dế ở trong gia đình rồi thế này thế khác, người ta không có nghe. Đó. Rồi thí dụ như bây giờ họ thích, thường thường là họ thích gì? Ăn những cái con vật còn sống. Ăn vậy nó mới ngon. Nhưng mà nếu mà mình khuyên người ta bây giờ mua những cái con vật mà làm sẵn hay là mua những cái con vật mà nó chết rồi đó để ăn thì ta đâu có chịu nghe. Trời ơi, mua bá đồ đó mà ăn cái gì? Đó. Cho nên khi mà mình khuyên giải người ta nó rất là khó, thì thôi bây giờ mình khuyên người ta không chịu nghe, người ta không chấp nhận, tại vì cái sự chấp thủ của người ta thì giờ nghiệp ai nấy chịu. Mình khuyên giải hướng dẫn người ta mà người ta không nghe thì thôi, chứ biết sao giờ. Còn bản thân mình thì mình ráng giữ. Còn có nhiều khi ở đời nó rất là khó. Quý vị biết trong xảy ra trong những cái gia đình cũng vậy. Có những cái người con thì đi chùa, biết đạo biết kia nọ rồi. Bắt đầu bà mẹ đi chợ, cô này cô mới khuyên, cô nói thôi má mua mấy cái vô trong siêu thị, trong mấy cái chỗ nào mà người ta làm sẵn mình mua, đừng có mua mấy con vật còn sống về để làm thịt nó ăn. Bà mẹ bé đâu có nghe. Cũng giống như cái trường hợp của cô Tina đó. Mày mà đặt mà mới đi chùa mấy ngày về mày dạy tao thế này thế kia, không mua ba cái đồ chết mà ăn gì. Thành ra mẹ cô mua tôm càng mua tôm càng còn sống rồi kia nọ về bắt cô làm, cô không làm.
cổ không chịu làm. À, mua cá còn sống về bắt cổ làm, cổ không làm. Rồi là mua gà mua vịt còn sống về bắt cổ cắt cổ làm, cổ không làm. À, từ đó bắt đầu ở trong gia đình nó xung đột. À, xung đột nó bất hòa. À, thành ra nó cũng khổ lắm. Bây giờ mình biết mà bây giờ ở trong gia đình, bây giờ mình làm con rồi, cha mẹ rồi kia nó bắt buộc mình phải làm, bây giờ biết làm sao. À, thành ra đó, thành ra có những cái à, mà khi mà mình biết đạo rồi nó cũng cũng khó, cũng khó khó xử. Bây giờ hả, nếu mà làm theo cái sự sai khiến của bà mẹ thì mình phạm giới, mình cộng nghiệp. À, mà hả, nếu mà mình không làm á thì bắt đầu bị la mắng, bị thế này thế khác, vậy nó cũng cũng rất là khó, không? Nhưng mà quý vị á, nhớ rằng á, khi mà quý vị làm theo cái sự sai khiến của người khác á, là quý vị không có cố ý, bị gì người ta ra lệnh, người ta bắt buộc mình làm mà, không? Chứ thực tâm mình không có muốn làm đâu. Hả? Thành ra thì mình cố tránh, nhưng mà bây giờ tránh không được. À, mà mình bị người khác ta sai xử, ta bắt buộc mình phải làm, thì thôi, mình làm nhưng mà cái tâm mình nó không cố ý thì mình cũng không có mang nghiệp. Hả? Thì nhớ rằng nha, là cái câu chuyện mà cái ông đao phủ thủ Thanh Đồng đó, phải không? Ông ta là cái người mà chuyên môn mà chém đầu các cái tội nhân, mà những cái người mà phạm tội mà nặng nề đó, nhà vua ra lệnh chém đầu đó, thì đưa những cái tội nhân lên pháp trường. Rồi cái ông này á, là ổng có nhiệm vụ khi mà ông quan ổng ra lệnh thì ổng thấy tội nhân, nhưng mà sợ tâm ông, cái ông mà ông này ổng đâu có muốn đâu, nhưng mà vì cái của nhà vua à phải xử cái tội. Nó hai cái, một cái là cố ý, còn một cái là mình bị người khác ra lệnh, chứ hoàn toàn mình không có cố ý, không? Đó, thành ra hai cái nó khác nhau. Bây giờ á, nếu mà cha mẹ ra lệnh mình biểu mình làm như vậy mà mình không làm á, thì trong gia đình nó bất hòa, à, bị la bị rầy mắng nhiếc thế này thế khác. À, thôi bây giờ mình làm, nhưng mà mình làm cái tâm mình không hoàn toàn, không có cố ý. À, bởi vì mình làm dưới sự sai khiến, sai biểu của người khác. À, hai cái nó khác nhau. À, để có nhiều khi á, là nếu trong gia đình, trong đời sống mà mình không khéo xử sự á, thì nó có nhiễm đề, à, nó xảy ra, thì thôi bây giờ mình cũng làm, nhưng mà với cái tật ý là bị người khác họ bắt buộc họ phải làm. Chứ còn nếu mà mình biết bản thân mình thì làm những cái điều này thì nó đem đến những cái điều không tốt đẹp, đức giới thế này khác. À, thì mình cố tránh, mình không có ham thích, không có hoan hỷ, không có thỏa thích trong cái vấn đề mà cái ác pháp đó. À, mình làm với cái sự sai khiến của người khác mà thôi, thì như vậy đó mình không có phạm giới. À, xin giải thích cái thắc mắc của cô Tina, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, sa thú chúng con xin kính tri ân ngài đã chia sẻ thêm cho chúng con được nhiều sự hiểu biết ạ. Dạ, con xin kính mời bàn tay thảo luận đề tài ngày hôm nay của đạo tràng ạ. Dạ, con xin phép giao mic trên đạo tràng. Xin mời bàn tay. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Pháp Thanh, Ngài Trí Đức, và kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp, và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, bạch Ngài, qua những lời giải thích của Ngài, thì con có một câu hỏi như thế này. Vì hôm rồi, có một đứa cháu ở dưới quê ở Tiền Giang á, thì đứa cháu này nó mới nói rằng: cô ơi cô, con có một người cô, cổ ăn chay nửa tháng á, thì cổ ăn chay, cổ nói là không có sát sanh và không ăn những cái con vật sống, mà cổ nói cổ giữ giữ giới, cổ mới ra ngoài chợ á, cổ không có mua con cá chết mà cổ mua con cá sống về á, mà cá sống á thì cổ không có làm, mà cổ treo ở trên cái cây á, cái cây xoài cái mít gì đó, cổ nói là cô giữ giới kỹ lắm, cô treo lên hả, chừng nào nó chết á thì cô mới ăn. Cái thì con cười, con nói vậy thì làm sao mà giữ giới. Như vậy thì theo Ngài thì Ngài giải thích như thế nào để khi mà có người hỏi thì con có mất khó câu trả lời kiểu này hơi khó. Dạ, kính thỉnh Ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Bởi vì mấy người đó họ hiểu theo cái sự suy diễn của họ thôi, chứ họ không có biết, thành ra là họ mới hành động như vậy á. Thì ở đây nè, trong bài kinh đó, Đức Phật nói là mình phạm giới không phải vì là cái vấn đề mà mình không chính tay mình không giết, à mình sai biểu người khác giết là cũng phạm, không? Đó. Bây giờ á mình không tự tay mình giết nó, nhưng mà mình treo lên á, rồi để cho nó khổ đau. Con cá thì nó phải sống trong nước, cái môi trường sống của nó trong nước, không? Còn bây giờ mình nói mình không có giết nó, nhưng mà mình treo nó lên cây rồi nó để cho nó chết khô, mình có phạm không? Mình cố ý mình treo nó lên mà, à nó chết vì cái sự cố ý đó, à sao mà không phạm giới được, không? Bây giờ á, cái con cá mà người ta đã làm sẵn rồi, cái con gà, cái con vịt, cái con tôm gì đó người ta đã làm sẵn rồi, à mình lợi mình mua là mình không có phạm, à còn bây giờ á mình lợi mình lựa con gà này, con vịt này, con cá này ha, mình lựa xong rồi mình kêu cái người bán á, à làm đi, tận hồi tôi lợi tôi lấy ha, mình phạm, à mặc dù mình không có trực tiếp cái hành động ác là mình đoạt nó mạng sống nó, nhưng mà mình sai biểu người khác làm cái công việc đó, mình vẫn phạm với thương. Tại sao? Tại vì có cái sự cố ý trong đó đó ha. Còn mình vô trong siêu thị, trong những cái cửa hàng đó, gà vịt thịt đồ kia nọ họ làm sẵn hết rồi ha, mình mua ha, thì cái đó mình không có phạm. Tại sao? Tại vì cái điều quan trọng là cái sự sống của chúng sanh nó còn, mà mình
gây cho nó tổn hại, nó chết, mình mới mang nghiệp. Còn khi mà nó đã chết rồi á, thì nó giống như vật chất thôi. Bởi vậy á, bởi vậy cái miếng thịt mà người đã làm rồi á, với cái miếng đậu hũ á, vẫn giống nhau. Tại vì nó là vật chất, nó là vật chất. Chừng nào mà cái con gà, con vịt, con cá, con đồ đó nó còn sống, nó còn cái thức tánh, nó còn thức tánh thì nó khác à, nó là chúng sanh. Mà khi mà cái thức tánh nó không còn rồi đó, thì đó là vật chất, nó giống như đất nước lửa gió thôi. Thành ra đó, bây giờ á, người ta đã làm sẵn, người ta làm sẵn đây là vì cái sinh lợi của người ta làm, chứ không phải vì cô đi chợ cô mua mà người ta làm. Thấy không? Cô không mua, có người khác mua, không ai mua, họ làm lập xưởng làm rồi kia nọ, tại vì cái sinh lợi, cái đời sống của người ta hàng ngày mà người ta làm. Thấy không? Bây giờ á, mình không ăn cá đi, thì tàu chài lưới rồi họ cũng vẫn làm. Ở đây không ăn họ làm mà bán chỗ khác. Không ăn ấy thì họ làm chả, làm đồ họ bán, vì cái lợi lộc, cái đời sống của người ta mà ta làm, chứ không phải vì mình ăn mà ta làm đâu. Đúng không? Thành ra mình phải hiểu vậy. Mình không làm mà mình không cúng, không có biểu người khác làm. Rồi bây giờ mình cố ý mình đè nó, mình cắt cổ nó mà mình treo lên cây để cho nó khô, nó chết, rồi mình nói mình không có giết, sao được? Không, nếu mình không muốn giết nó thì thôi mình thả nó về dưới ao, dưới rạch cho nó sống đi. Sao mà tại sao mình không muốn giết nó mà mình treo nó lên trên cây? Không, thành ra cái lý luận đó nó không có phù hợp. Cái đó là họ trường uống, thay vì á, mua con cá mà chết rồi đó thì người ta sợ nó sình, nó ương rồi ăn nó không ngon. Bây giờ người ta mua rồi người ta đem ra treo vậy đó, rồi nó chết rồi đem vô ăn, vì chắc chắn mà con cá này đó nó còn sống đàng hoàng rồi nó mới. Thành ra cái đó là vẫn phạm giới như thường. Hoặc là mình biểu người ta làm thì mình vừa cũng vẫn phạm ha. Còn khi nào mà nó đã chết rồi, ai làm hồi nào mình biết, bây giờ mình mua thì cái đó là mình không có phạm đó. Còn có nhiều người á, ăn chay nhưng mà họ đi mọt mua bắt ốc về á, cho con cái đồ ăn, là họ nói họ không có phạm. Ai ăn mới phạm. Còn tôi đi bắt về tôi làm sẵn, ai ăn thì phạm. Cái điều đó hiểu sai. Cái người ăn là đâu có phạm, mà cái người mà đi bắt á, đi giết á, là mới phạm. Rồi á, không phải là chỉ khi nào mà mình giết cái con vật đó chết rồi mà mới phạm, mà sao cái con gà con vịt nha, mà khi mà mình cố mình đè nó ha, mấy người mà họ làm con gà con vịt con heo rồi đó, sao phải hai ba người đè đó rồi kèm nó rồi mấy cái, thì khi mà nội mà cái khi mà mình bắt nó rồi mình đè mình kèm đấy là mình gây khổ đau rồi ha, gây khổ đau cho chúng sanh khác rồi. Đến khi mà mình giết nó là thêm một cái mang cái nghiệp mà là sát sanh nữa ha, cái nghiệp mà đè đồ này kia nọ đó là gây khổ đau. Rồi khi mà nó mất mạng là cái nghiệp sát sanh nữa. Thành ra đó, mình
Khi mà mình cố ý, mình đè con vật rồi mình nhổ lông rồi kia nọ rồi mình mới cắt cổ nó, là mình đã gây khổ đau cho chúng sanh khác trong nhiều giai đoạn này. Đến cái giai đoạn mà chúng sanh nó bị mất mạng là mình bị đứt giới và sát sanh. Thấy không? Thành ra mình phải hiểu cho nó ấy chứ không phải nói bây giờ tôi không cố ý tôi cắt cổ nó mà tôi trèo nó lên cho nó chết rồi tôi ăn không phạm giới, cái điều đó sai. Mình phải hiểu vậy á. Chúc cô Tại Duyên nhiều sức khỏe, vui. Nam mô Thầy á. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân Ngài. Nếu có người nào hỏi thì con cũng hiểu được một góc cạnh nào để con chia sẻ những người đó. Nhưng mà hôm nay sẵn dịp Ngài giảng về tương ưng hay là trung bộ gì, nãy giờ con nghe duyên sự con nghe không có rõ. Nhưng mà tương ưng hay là trung bộ gì á, thì để qua bên hôm công việc tương ưng. Dạ, cảm ơn pháp nguồn. Nhưng mà tương ưng á, hôm nay thì con có dịp xin Ngài giảng dùm cho con, để con trả lời một người bạn nữa. Cái người này mới học kinh pháp cú, thẩm không phóng vật hả. Nhưng mà bây giờ tự nhiên hỏi về trong kinh pháp cú, vì người bạn này hỏi con á, trong kinh pháp cú số 145, Đức Phật hỏi Ngài Sariputta vật thực sanh ra gì, là câu thứ nhất. Thì Ngài Sariputta trả lời vật thực sanh ra cảm thọ. Thì Đức Phật lại hỏi cảm thọ sanh ra gì, Ngài Sariputta mới trả lời cảm thọ sanh ra sắc. Đức Phật lại hỏi sắc sanh ra gì, Ngài Sariputta trả lời sắc sanh ra xúc. Ngài Sariputta có nói là con không hiểu có ý nghĩa gì, xin Ngài có nghe rõ câu hỏi của con đọc hay không. Và cái người này học kinh pháp cú, nhưng mà nghiên cứu ra cái người này không hiểu ba cái câu hỏi này hỏi con. Nhưng mà con hiểu thì con không thể phân tích rõ được, vì cảm thọ vật thực sanh ra cảm thọ. Ngài có hiểu con hỏi không? Xin Ngài trả lời để mà con có dịp để con trả lời cái người bạn này thắc mắc nhầm khi nó rắc rối ren. Dạ con kính thỉnh Ngài giảng giùm cho con. Hôm nay Ngài giảng tương ưng nhưng mà con lại hỏi cấp cứu. Dạ con kính thỉnh Ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì trong cái chương mà pháp một chi á, chúng sanh di tồn nhờ vật thực. Thì cái sự sống của một chúng sanh á, là nó được duy trì nhờ cái gì? Nhờ chúng ta đem cái tứ đại ở bên ngoài để nuôi dưỡng cái tứ đại ở bên trong này. Thì hằng ngày chúng ta thở, chúng ta uống, chúng ta ăn. Thì cái đó là gì? Là đất nước gió lửa ở bên ngoài chúng ta đưa vô bên trong để bảo tồn cái đất nước lửa gió ở bên trong này, thấy không?
Nếu mà mình không thở, mình không uống, mình không ăn đó, thì làm sao mà bổ sung được cái đất nước lửa gió ở trong cái nội thân này. À, thì ở đây á, cái xúc thọ nó là gì? Do cái tâm nó biết cảnh, không? Cái sự sống còn ở trong thân này, cái sắc cái danh nó còn hoạt động, cái còn sự sống, mà sự sống này đó là được duy trì là nhờ nhờ cái ăn uống hít thở bên ngoài đó. Cho nên á là nếu mà không có cái vật chất đất nước lửa gió bên ngoài để duy trì bảo tồn cái sự sống ở trong này á, nếu mà không còn cái tâm thì làm sao nó biết là xúc là thọ được, thấy không? Thành ra đó thì cái này á, nó là nhân nhân quả. Chính nhờ cái vật thực để nó bảo tồn được cái thân mạng này thì sắc danh nó mới hoạt động được, mà danh nó hoạt động được thì nó mới cảm nhận được ha, sự đụng chạm là xúc, các cái trạng thái nóng lạnh là thọ, nhá. Thì nhờ có cái vật thực này đó duy tồn, nó đưa vô là nó bảo tồn được cái mạng sống, cái đời sống này á, thì mình mới sinh hoạt được. Cái nhân á, nhân là có được những cái vật thực đưa vô để duy trì cái mạng sống, thì cái sinh hoạt của nội tâm, cái tâm là nó bất cảnh, nó biết được cái sự đụng chạm và nóng lạnh cứng mềm rồi kia nọ đó, là vậy xúc thọ đó, thì nó như vậy đó. Mà để mình hiểu được cái sự sinh hoạt của tâm, cái sắc nó là vô tri vô giác nha. Nhưng mà nếu mà không có sắc đó, thì nó không có chỗ nương. Đó, cái thân mạng mình nó không có chuyển động rồi kia nọ được. Thành ra đó, cái sắc rồi cái danh đó, nó phải nương nương với nhau. Mà cái thức tánh nó còn, là cái sự sống nó còn. Thì mình thấy phải hiểu nó như vậy đó. Còn cái vấn đề mà ở trong đây đó là mình phân tích nó hai hai cái. Về cái vật chất, cái danh và sắc. Thì nhờ có cái tâm nó hoạt động, cái sự sống nó còn, cái thức tánh nó còn, nó mới hay biết, nó ghi nhận các cái cảnh, thì nó xảy ra là xúc thọ, nó như vậy đó. Thấy cái câu hỏi của Nhung Phạm là trong cái đời sống sinh hoạt mình đi làm mà mình gặp những cái người mà dễ vui sân si, nếu mà mình không đến mấy chỗ đó nữa thì cuộc sống của mình không được thuận lợi vì công việc. Bây giờ mình phải làm sao? Thì bây giờ á, thì giờ á, trong cái đời sống của mình mà có những lúc á, mình cũng phải gần những cái thân bằng quyến thuộc của mình nè, mình nơi làm việc mình cũng phải gặp những cái người mà cùng cùng làm việc với mình ở cái chỗ đó đó,
Nhưng mà có những người thì họ không có tâm cái tâm chánh niệm tỉnh giác ha. Thường đa phần thì phạm nhân thì vậy đó, họ không có dễ, họ không có chánh niệm tỉnh giác đâu, họ dễ vui sân si rồi kinh họ. Nhưng mà điều cái mình phải bảo vệ lấy mình, tức là người ta cái vấn đề mà người ta phóng dật, người ta sân hận ha, người ta dễ vui là cái đó là cái chuyện của người ta. À, mình đừng có khuyên nhủ rồi chỉ trích người ta rồi nó thêm nhiều công chuyện. Mà bây giờ mình phải phản tỉnh, mình nhìn lại chính mình. À, bây giờ cái chuyện mà ta dễ vui kệ họ, mình tránh, mình đừng có dễ vui. À, người ta sân hận thế này thế khác, mình ráng mình kèm cái tâm của mình luôn luôn, lúc nào cũng có cái tứ vô lượng tâm ha, cái tâm tư để an trú tốt đẹp. Mình người ta đang sân hận, người ta đang bực bội thế nào đó ha, mình còn thấy tội nghiệp cho người ta. Người ta đang bị cái lửa phiền não nó thiêu đốt ha, mình ráng mình gìn giữ. Chứ đừng thấy người ta sân hận, người ta bực bội rồi mình cũng bực bội, mình sân hận theo. À, thì mình đem cái lửa phiền não bên kia vô, mình đốt, đốt cái nội tâm của mình. À, cho nên á, mình đừng bao giờ đòi hỏi những cái người, những cái điều kiện, những người xung quanh. Mà mình phải ráng, mình phòng thủ, mình gìn giữ cái nội tâm của mình. Ha. Thành ra đó, nếu mà mình biết mình gần gũi được những cái người bạn mà thiện bằng hữu, thiện trí thức tốt thì cũng được. Còn nếu mà mình vì công việc, vì đời sống, không? Bắt buộc mình phải ở trong những cái môi trường mà thường xuyên giao tiếp, thường xuyên phải đụng chạm với những người như vậy đó, thì phải có cái sự phòng hộ ha, phòng hộ cho chính bản thân mình, phòng hộ cho cái nội tâm của mình. À, đừng có chạy ra bên ngoài. À, bây giờ ở bên ngoài nó làm gì làm kệ, mình ráng mình giữ cái nội tâm của mình cho được an ổn tốt đẹp. Thấy không? À, mình đừng có nói rồi tại nó làm vậy thì tôi mới bực chứ, phải không? À, thành ra đó mình phải ráng mình gìn giữ cái chánh niệm tỉnh giác của mình. Còn bên ngoài họ thế gian họ thế nào thì kệ ha. Thành ra quý vị thấy không, trong pháp cú kinh Đức Phật nói thế gian này họ tranh chấp nhưng mà mình không có tranh chấp với thế gian. Thế gian này họ đầy rẫy những cái phiền não, mình ráng mình giữ nội tâm mình cho được an tịnh, không để cho phiền não dấy động. Thế gian này đầy rẫy những cái quan trái, nhưng mà mình ráng mình giữ, mình xả bỏ tất cả mọi cái điều quan trái thì mình sẽ được an ổn. Thế còn bây giờ cái đời sống của người cư sĩ, mình đâu thể nào mà mình né tránh, mình tránh xa những cái công việc ngoài xã hội là trong gia đình, thấy không? Trong gia đình mình cũng vậy, có nhiều người mình nói đâu có nghe, họ làm cái tâm buông lung, họ làm mà đâu có đó, không có nhớ cái gì đó ha. Mà bây giờ mình cứ nói hoài, cứ ấy hoài thì nó sinh ra, nó quan trái, nó phiền não. Thì thôi, bây giờ cái chuyện mà họ phóng dật, họ không có nhớ, họ không thấy, thì cái chuyện đó của họ. Mình ráng mình giữ cái nội tâm mình cho nó được an tịnh. Mình ráng mình sống tỉnh thức, chánh niệm, tỉnh giác với trí tuệ để bảo vệ lấy chính mình. Còn cái người khác họ bị phiền não lôi cuốn hay là cái gì đó, là cái
cái chuyện đó của họ. Mình ráng mình bảo vệ chính mình phòng thủ, phòng hộ với các căn, với cái tâm của mình, với cái đời sống của mình cho được an ổn, tốt đẹp. Cái điều đó là cái điều quan trọng. Xin giải thích cái thắc mắc của Nhung Phạm và chúc nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Sa cú. Chân con xin kính tri ân Ngài đã chia sẻ những cái thiết thực đấy cho chúng con ạ. Là kính bạch Ngài, còn 20 phút nữa con xin dâng hết đến đạo tràng, xem ai có câu hỏi gì thì xin được giơ tay nhé. Trong khi chờ đợi, con xin phép Ngài cho con xin được hỏi một câu ạ. Về cái vấn đề dục tầm và sân tầm á, thưa Ngài, thì mình có thể hiểu được là có thể Ngài có thể chia sẻ và chỉ dạy cho chúng con biết là cái nguyên nhân của nó, và mình sẽ phải biết cái cách khắc phục như thế nào ạ, để mà những cái đó nó không được khởi lên nữa. Con xin phép dâng hết đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Thầy giá. Thì cái dục tầm này là nó sự hướng đến cái mong muốn của mình. Thí dụ như bây giờ cái trường hợp cái người này là cái người mà thích ăn ngon ha, là bắt đầu mà trước khi mà chuẩn bị mà đi chợ á, là bắt đầu là họ hướng đến rồi nè. Bữa nay mình đi chợ mua cái gì ha. Ví dụ như bây giờ là bữa nay là đi chợ rồi mua con này con kia gì đó, là món ăn này món ăn khác, rồi rau cải như thế nào, gia vị như thế nào ha. Đó là trước khi mà đến chợ đó, là cái người này đã suy tính những cái món ăn thế này thế kia. Đó là cái dục tầm đó, là nó hướng đến cái cảnh đó ha. Rồi bây giờ đi ra chợ mua mà nó không có được như cái ý mình mong muốn ha. Bữa nay mình muốn ăn cái món đó mà ra chợ bữa nay họ không có bán. Bắt đầu cái bực bội, trời ơi, chợ bán đủ thứ hết mà cái mà tôi cần mua mà họ không bán ha, khó chịu, bực bội ha. Hoặc là mình mua những cái món gia vị rồi gì đó mà chẳng may nó thiếu một cái hai món gia vị gì đó là mình khó chịu, bực bội kia nọ, là sân ha. Chính vì mình muốn muốn nó phải vậy vậy kia nọ đó, mà nếu mà nó không có diễn ra đúng như cái ý muốn của mình thì mình khó chịu, mình bực bội đó. Thành ra nó từ cái dục tầm này, nó muốn thế này thế kia mà nếu mà cái sự việc, cái sự kiện mình xảy ra nó không đúng như vậy ấy, thì mình khó chịu. Mà mình biết là ở trong cái thế gian này ấy, các pháp nó sanh khởi đâu phải giống như cái ý muốn của mình đâu, không? Nó do nhân duyên nó hiện hữu đó. Thành ra chúng ta muốn diệt trừ bớt những cái phiền não thì mình phải giảm thiểu bớt những cái ham muốn, giảm thiểu bớt những cái dính mắc với cái trần cảnh bên ngoài, sắc thân vị xúc, đó, rồi, thì khi mà mình chặn đứng được những cái dục tầm này đó, mình sống mình biết tri túc, mình biết chấp nhận cái hoàn cảnh, thì mình sẽ giảm thiểu
thì mình đâu có phiền não. À, mình càng ít những cái ham muốn thì mình sẽ không có ít, mình sẽ ít sân. Tại vì cái ham muốn mà nó không có đáp ứng được thì bực bội khó chịu thì nó mới sanh ra sân, thấy không? Đó, mà tất cả 12 tâm bất thiện này từ đâu? Từ cái si mê. À, tại vì mình cứ muốn thỏa mãn những cái, những cái này không? À, đó, mà không thỏa mãn được thì khổ đau. Đó, cho nên á, cho nên trong đời sống chúng ta biết bây giờ mình cứ muốn thôi, à, mà mình không thấy cái điều kiện của nó, thấy không? Cái phước của mình nó không có, nó không như người ta. À, người ta phước người ta nhiều hơn, người ta giàu có tiền của, có địa vị rồi cái nọ đó thì nó khác. À, mình cũng bắt chước người ta, cái phước mình nó kém hơn, mà giờ mình cũng muốn quá nhiều thứ thì nó khổ đau càng nhiều. Đó, đó, cho nên á là chúng ta trong đời sống mà biết, à, giảm thiểu bớt những cái tham muốn thì sẽ bớt được cái khổ đau. À, càng sống chấp nhận tri túc với các cái điều kiện hoàn cảnh hiện có, à, thì mình sẽ an ổn, an vui. Còn nếu mình càng tầm cầu, à, cái dục tầm càng nhiều chừng nào thì cái khổ đau càng nhiều chừng ấy. Đó, vậy đó. À, thì trong đời sống chúng ta phải, khi mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, có trí tuệ thì đó, thì mình sẽ ít có ham muốn. À, mà nếu mà mình phóng dật, à, tâm phan duyên theo trần cảnh là gì? Thiếu trí tuệ, là vô minh. À, mà càng nhiều những cái tham muốn, à, cái dục tầm mà càng mạnh mẽ chừng nào á thì khổ đau càng nhiều chừng nấy. À, vậy đó. À, thành ra là khi mà chúng ta có trí tuệ, à, chánh niệm tỉnh giác, à, thì chúng ta sẽ biết thích ứng cái hoàn cảnh, chấp nhận những cái điều kiện mình hiện có, à, tri túc. Thì như vậy thì mình sẽ an ổn, không có khổ đau. À, xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Nguồn Lào Cai và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, con kính tri ân ngài. Như vậy là những cái bạn thiện lành hay là bạn xấu ác là đều là do ở trong tâm của mình. Nếu như mà mình mà tăng trưởng những cái bất thiện thì là coi như là mình thân nhiều với bạn ác, còn mình mà tăng trưởng những cái thiện nghiệp thì coi như là mình được thân cận những cái bạn thiện hiền. Đó là mình nói về cái vấn đề là ở trong tâm, thưa sư. Còn nếu mà nói đến bạn, các bạn đạo hữu ở bên ngoài thì cũng là cái góc độ bên ngoài rồi. Dạ, con kính tri ân ngài rất là nhiều. Con xin phép được nhiều mic cho đạo tràng. Con kính mời đạo tràng nha, còn 10 phút nữa. Mong đạo tràng có câu hỏi gì thì đặt lên ạ. Dạ, sa thú, con kính thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài. Và cũng không để thời gian trống, thì qua những lời giảng của ngài nãy giờ thì con cũng hiểu một phần nào một người phóng dật và một người chuyên về đâm chọt, gọi là nói xấu sau lưng. Ví dụ như là bây giờ mình biết cái người này gọi là không ưa thích vì mình, nhưng mà trước mặt họ không, gọi là trước mặt họ không dám, nhưng mà sau lưng á họ đi ra ngoài đường á, con thí dụ con cho dễ hiểu, bây giờ ví dụ như ở trong chùa thì họ hàng ngày họ cũng đến họ làm
công quả rất là thân thiện ở trước mặt mình, nhưng mà ra ngoài đường á thì họ mới chọc từ ở sau lưng chọc tới, gọi là đâm đâm tứ hướng á, đâm tứ hướng hết. Thì có người khác lại nói với mình như vậy như vậy, thì như 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 thế này thì mình phải, ví dụ như con gặp cái người này thì con có thể chỉnh họ như thế nào, vì vì họ không trực tiếp nói với mình mà cái người khác lại nghe, thì bây giờ mình phải đối diện với cái người này như thế nào. Mình không nghe cái người này nói mình, nhưng mà người kia lại nói mình, cái cô này nói cô như vậy thì mình phải xử lý như thế nào. Dạ bạch ngài, xin nha ngài chỉ dạy cho con để con có cách mà con đối diện với cái người này. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Ở đời thì cái vấn đề này thì nó xảy ra rất là nhiều, hầu như ai cũng bị, không? Nhưng mà nếu mà mình dùng trí tuệ á, mình nhìn xem xét cái vấn đề á, thì nó sẽ xảy ra tốt đẹp. Còn nếu mà mình dùng cái tâm phiền não thì sẽ xảy ra nhiều cái hoàn trái. Thì ở đời người ta nói gì, ganh ăn tích ở. Tại sao mà họ đi rêu ra họ nói mình, có những cái gì đó họ không có bằng được mình. Họ muốn hạ thấp, họ hạ uy tín mình, thấy không? Cho nên là họ bôi nhọ, họ nói này nói kia, đó. Thành ra mình thấy á, tại vì sao? Để họ che đậy những cái mà họ kém hơn mình. Cho nên bây giờ á, mà mình đi đôi co ấy với họ làm gì, thấy không? Người ta nói gì, vàng thật không bao giờ sợ lửa, thấy không? Mình chỉ sợ là mình phạm lỗi, mình làm sai thôi. Thế còn mình không có làm, mình có không có phạm những cái lỗi lầm đó thì sao? Thì mình đâu có sợ gì đâu, phải không? Họ rêu rao, họ nói thế này thế kia thế khác vậy đó. Nhưng mà rồi á sao? Người ta cũng có cái sự nhận định chứ, người ta cũng có trí tuệ chứ, không? Thành ra đó mình khỏi cần phải đâu chối rồi phải cần đâu co rồi kia nọ rồi lời qua tiếng lại cho nó thêm sùm nó quan trái nữa. Thành ra đó nếu mà cái bản chất tốt đẹp thì nó sẽ là tốt đẹp, không? Nếu mà mình phạm lỗi, mình có những cái sai phạm đó, dù cho mình bao che cỡ nào đi chăng nữa đó, thì cái sự thật nó cũng sẽ lộ ra. Còn nếu mà mình không có phạm, mình không có mắc những cái lỗi lầm đó, mà họ thêu dệt, họ vu khống rồi thế này kia, thì rồi người ta cũng sẽ hiểu biết, người ta thấy. Thành ra kệ, mình cứ giữ vững lập trường, mình cũng giữ vững đối đãi với họ tốt, giống như mình không hay biết gì đó. Đó thì cái người mà họ đi rêu rao, họ thiêu dệt, họ cũng sẽ tự thấy thẹn với họ. Rồi cái người mà họ đâm chọt, họ nghe đầu này họ đem họ đâm chọt với người kia đó, thấy không? Thì họ thấy mình á, tại sao mà người ta làm cái việc đó, đã gây cho hai bên có sự bất hòa, thấy không? Còn nếu mà họ thấy họ làm hai ba lần mà thấy sao mình cũng êm ru, mình không có phản ứng gì hết, hai bên cũng không có vấn đề mà xảy ra gì hết, thì tự họ cũng biết họ làm cái công nó vô ích, thấy không?
thì họ đâu làm nữa. À, còn nếu mà khi mà họ nói mình bực bội sân hận lên hai bên, nó là bắt đầu gây gỗ bất hòa với nhau, sùm lên này kia nọ, thì mai mốt họ còn chọt diễn được ha, để cho hai bên nó là gây gỗ nhau, để họ ở giữa họ cười chơi. Thành ra mình mới sống với trí tuệ, mình biết mình đừng có mắc mưu của người khác. À, cái chuyện mà ta nói cứ để cho người ta nói đi ha, rồi mọi người sao, người ta có hai mắt để thấy, hai tai để nghe, có đầu óc người ta sẽ phân biệt được cái điều nào đúng, cái điều nào sai, thấy không? Tự động rồi cái sự thật nó sẽ là sự thật ha. Đừng có sợ, đừng sợ cãi nó. Họ có tô vẽ gì đi chăng nữa đó, cái sự thật nó cũng là sự thật. Còn mà cái gian dối á, dù cho họ có bao che đậy cỡ nào, rồi thì cái sự xấu xa gian dối nó cũng là gian dối. Thành ra mình đừng có bận tâm ba chuyện lu bu đó cho nó mệt, để tâm lo học pháp, hành pháp, để tâm mình cho được quân bình an tịnh, với trí tuệ. Mình đừng có để cho những cái phiền não nó bủa vây, nó tấn công mình, rồi á thêm phiền phức, thêm quan cái, thêm khổ đau nữa mà thôi, chứ không có lợi ích gì hết á. Thành ra đó, có những cái mình cần phải giả điếc, giả điếc, giả câm, vậy đó, để mà mình giữ cái nội tâm mình nó được an tịnh tốt đẹp. Thì cũng xin chia sẻ với cô Tệ Duyên Đô Đều. Và giờ đây thì cũng sắp hết giờ. Giáo phước báo này cũng kính cầu mong chư tôn đức pháp thể cái ngang, chúc tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin mời cô Pháp Muộn Lào Cai sám hối. Thời sư xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Nam mô Bổn Sư Thầy. Sa thú. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng buổi pháp ngày hôm nay, để đạo tràng chúng con có được nhiều sự an vui, sự tấn hóa, sự lợi ích dài lâu ạ. Dạ con một lần nữa chúng con xin kính tri ân toàn thể chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ đang hiện diện trong Zoom. Con kính cảm ơn đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh nghe pháp. Sau đây con Pháp Muộn Lào Cai xin phép thay mặt đạo tràng tụng tam huy tam bảo. Út tam mang ghê na wan de hằng ba da bang sung wa rút tam mang bút thể yo kali to do so bút thô khama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, quý xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út tam mang ghê na wan de hằng thầm mạnh cha đúc vi thằng qua rằng thầm mê yo kali tô đô sô thầm mô khama tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, quý xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta măng ghê na quan đề hằng sang khanh cha đúc vi thô tam măng sang khê yo kali tô đô sô sang khô khama tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, quý xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con để kết thúc buổi học ngày hôm nay, con xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Thanh tụng chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ con kính thỉnh thượng tọa Pháp Thanh tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy. Nam mô Tham Ma Giá.
Nam mô Sankhaya. Xin thay mặt chư tăng phút chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Phawatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa bhuta anuvavena sadaso thi bhavantu te phawatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa dhamma anuvavena sadaso thi bhavantu te phawatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa sangha anuvavena sadaso thi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.